Thì em cũng xin phép được chia sẻ đó là ở thời điểm trước khi mà em đăng ký tham gia thì em là một diễn viên, và bên cạnh đó thì em cũng có tập tành kinh doanh nho nhỏ, và em cảm thấy là cuộc sống của mình hầu như là nó có chuyển sang một cái bước ngoặt mới, đó là khi em đăng ký tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu. Và đến thời điểm hiện tại thì em cảm thấy là mình thật sự may mắn và biết ơn những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ em. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái ý kiến trái chiều, bởi vì em nghĩ thì là 9 người sẽ 10 ý. Và em nghĩ là trong cuộc sống này thì mình không thể nào mình làm hài lòng hết tất cả mọi người. Khoảng thời gian đầu á, lúc mà em đăng quang thì em cũng có một chút hơi bị buồn. Nhưng mà sau này thì khi mà em chia sẻ với những người bạn, những ekip trong công ty của em, thì mọi người cũng có chia sẻ và cũng có khuyên em, và em cứ suy nghĩ nó hơi thoáng hơn, đó là điều mà em chỉ lo lắng lúc này đó là em chỉ sợ là khán giả họ không còn nhắc đến tên của mình nữa. Tại vì khi mà khán giả họ nhắc đến tên của em, nhắc đến tên Lý Kim Thảo, thì em nghĩ là người ta đang quan tâm em. Cho nên là em sẽ lấy đó làm động lực để em cố gắng hơn nữa, để em hoàn hảo hơn nữa để trước mặt khán giả. Và em cũng nhân đây thì em cũng cảm ơn tất cả khán giả đã yêu mến em. Thế thì khi mà mình đăng quang vẻ đẹp như vậy, Hoa hậu và du lịch như vậy, thì trước đó thì là một diễn viên thì thực sự cũng sự khác nhau rồi. Thì áp lực hiện tại của em ở việc mà mình làm thế nào để giữ vững cái tinh thần của mình thì em hãy chia sẻ thêm một xíu. Theo em nghĩ thì là trong một cái thời điểm mà em đăng quang, thì trong một cái thời điểm là có rất là nhiều cuộc thi sắc đẹp diễn ra, thì với em thì em nghĩ đó là hoàn toàn nó không có áp lực cho em. Mà áp lực nhất đối với em hiện tại đó là em làm cách nào để có thể cho khán giả thấy được cái sự cống hiến, cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng của em, bằng cách đó là đối với xã hội, đối với cộng đồng, qua thông qua những cái hoạt động thật là ý nghĩa và thiết thực đó. Và đó cũng là bằng cách như là em những cái tiếng nói cũng như là cái sức ảnh hưởng của em trong những cái vấn góp phần để làm cho những cái vấn đề của xã hội, giống như là về trẻ em nè, về phụ nữ, về môi trường, về du lịch, hoặc là bình đẳng giới. Thì em nghĩ đó mới là sứ mệnh của mình, để truyền tải những cái năng lượng tích cực đến với tất cả mọi người. Như là em đã chia sẻ ở trên thì sứ mệnh của một tân hoa hậu du lịch Việt Nam toàn cầu, đó là việc đầu tiên chúng ta cần làm, đó là chúng ta cần phải am hiểu về du lịch trước đã. Và sau đó thì chúng ta cần phải biết về những cái hệ thống, về dịch vụ du lịch, để chúng ta truyền tải những cái thông điệp tốt đẹp đến với tất cả các bạn ở trong nước, cũng như là các bạn ở nước ngoài, về vẻ đẹp của con người Việt Nam, những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, cũng như là cái sự hiếu khách ở nơi đây. Thật ra thì em nghĩ thì với một cô gái thì lúc nào họ cũng sẽ có những cái mục tiêu, những cái nỗ lực và những cái cố gắng, và họ đều muốn được chinh phục những cái ước mơ của mình. Thì em nghĩ là riêng em cũng sẽ như thế, em cũng luôn muốn được chinh phục ước mơ của mình, đó chính là tham gia cái đấu trường nhan sắc quốc tế. Và em hiện tại thì em và ekip và của công ty thì cũng đã đang trong quá trình thực hiện và cũng như là lên kế hoạch để cho em thi đấu trường nhan sắc quốc tế. Thì em xin được phép là giữ bí mật một chút, để khoảng thời gian tới thì khi em sẽ công bố ra cũng như là họp báo cuộc thi mà em sẽ tham gia. Ra thì em là một người rất là đam mê về du lịch, và em đã được đi rất là nhiều nơi ở Việt Nam. Tại vì em nghĩ là vẻ đẹp ở Việt Nam vẫn còn rất là hoang sơ và thiên nhiên. Thì sau những cái chuyến đi như thế thì với em thì em vẫn cảm nhận đó là quê hương của em là một cái nơi mà em dành tình cảm nhiều nhất, và em muốn quảng bá đến tất cả những bạn bè trên thế giới cũng như là đất nước của mình. Đó là khi mọi người bước đến Bạc Liêu thì mọi người sẽ thấy được cái sự mộc mạc, cái sự hiếu khách của người dân Bạc Liêu, cũng như là những cái danh lam thắng cảnh, và đặc biệt đó chính là du lịch về tâm linh. Khá là nổi tiếng về du lịch và tâm linh, và về điện gió ở Bạc Liêu nó sẽ là một biểu tượng về năng lượng sạch của đất nước mình. Cho nên là hầu như là em rất cảm thấy rất tự hào về quê hương của mình. Và bên cạnh đó thì em cũng muốn được chia sẻ thêm đó là em đang và đã thực hiện cái dự án của em. Về cái dự án đó chính là quỹ giáo dục để giúp đỡ cho các em nghèo được cấp sách đến trường. Tại vì sao mà em thực hiện cái quỹ đó là tại vì thật lòng mà nói thì khi mà em nói về cái này thì cảm xúc của em thực sự nó rất là kiểu dâng trào. Tại vì em là một cái người mà được sinh ra ở một cái vùng quê nghèo, thì hầu như là em chứng kiến được rất là nhiều những cái hoàn cảnh khó khăn của các em. Có thể là các em được
học rất giỏi, nhưng mà do là ở quê thì gia đình hoàn cảnh vô cùng khó khăn, các em có thể không được cấp sách đến trường. Nhưng mà khi mà các em chia sẻ thì ngay cả tiền đóng học phí của các em thôi, chỉ có 1 triệu thôi, mà các em cũng không có khả năng để bắt em đóng. Các em phải gác lại, bỏ lại tương lai của mình. Và em chứng kiến được rất rất là nhiều những cái hoàn cảnh như thế. Có thể chính vì cái lý do đó mà khi mà em đi thi, em đăng ký đi thi là em đã có cái mục tiêu là em không đang không phải là mình sống cho bản thân của mình, mà em đi thi với một cái sứ mệnh là em có thể cố gắng để mà em đạt giải cao, để mà khi em sẽ dùng tiếng nói, dùng cái hình ảnh của mình, dùng cái sức ảnh hưởng của mình để em có thể giúp được các em nhiều hơn nữa. Bởi vì em nghĩ là muốn thay đổi tương lai, việc đầu tiên chúng ta cần làm đó chính là giáo dục. Giáo dục là cái thay đổi tương lai tốt nhất và nhanh nhất.